Cô cùng với khuê mật bị hoàng hậu để mắt đến, được ban hôn cho hai vị hoàng tử, trở thành phi tần. Cô với tài nghệ bắn cung bách phát bách trúng, được chỉ định cho lục hoàng tử giỏi võ. Còn Sở Tinh Lạc với khúc cổ cầm tuyệt diệu, được chỉ định cho thái tử tinh thông văn chương. Sau khi thành hôn, ngày tháng trôi qua bình lặng, chẳng có chút thú vị. Thế là trong một lần nọ, tại buổi trà đàm của các quý nữ, Sở Tinh Lạc nhai mứt quả, vẻ mặt như có điều bí ẩn mà thì thầm vào tai cô: "Thái tử dường như đã có người trong lòng, ta muốn hòa ly." Cô trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Lục hoàng tử dường như cũng có bệnh kín. Ngươi ly, ta cũng ly." Nhưng còn chưa nhận được giấy hòa ly, hai bọn cô đã bị chặn lại trong phòng. Thái tử đẩy cô vào cửa, má hơi ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng: "Nếu đệ muội không vừa lòng Lục hoàng đệ, có thể đổi với Sở cô nương." Cô ngẩn ngơ, lắp bắp: "Đổi? Đổi cái gì?" Thái tử mỉm cười, để lộ hai hàng răng trắng: "Đổi phu quân ấy." Cô và Sở Tinh Lạc là chi giao khuê mật, được mệnh danh là song mỹ kinh thành, gia thế hiển hách, danh tiếng vang xa. Hoàng hậu nương nương là mẫu thân của thái tử và lục hoàng tử. Khi hai vị hoàng tử đã đến tuổi thành thân, liền tổ chức một buổi bách hoa yến, tự mình chọn con dâu. Thái tử tinh thông văn chương, đức tài song toàn, việc trị quốc không ai bì kịp. Lục hoàng tử giỏi võ, cầm một cây trường thương múa đến xuất thần nhập hóa, từng đánh lui giặc ngoại xâm hơn 800 dặm. Hai vị đều là những chàng trai khó gặp, thêm vào thân phận con trưởng con đích, các thế gia muốn kết thân với hoàng tộc nhiều không đếm xuể. Quý nữ thế gia cũng dốc hết tài nghệ, trong buổi bách hoa yến, ai nấy đều tranh tài khoe sắc, thật náo nhiệt. Cô và Sở Tinh Lạc cũng đã đến tuổi cập kê, cùng nhau thì thầm: "Ngươi thấy thế nào? Hai vị này đều là rồng phượng trong thiên hạ, ngươi có muốn gả không?" Sở Tinh Lạc phe phẩy quạt, híp mắt: "Ngươi nghĩ sao? Ngươi gả, ta cũng gả." Đã có chung quyết định, hai người mỗi người đều dốc hết sức, biểu diễn tài nghệ. Cô từ nhỏ luyện võ, đặc biệt giỏi bắn cung cưỡi ngựa, một phát cung kéo căng, bách phát bách trúng, giành được tiếng vỗ tay vang dội. Sở Tinh Lạc học từ phụ thân, tinh thông âm luật, một khúc cổ cầm ngân vang, khiến tất cả mọi người đều đắm chìm trong âm điệu ấy. Bọn cô nhìn nhau cười, tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay. Khi yến tiệc kết thúc, hoàng hậu quả nhiên mỉm cười tươi tắn, lấy ra hai chiếc châm vàng đặt trước mặt bọn cô. Hai vị cô nương đều tài sắc vẹn toàn, thật khiến bản cung yêu mến. Đây là hai chiếc châm đều do thợ giỏi trong cung chế tác, muốn tặng cho hai vị. Các ngươi không bằng thử chọn xem thích chiếc nào. Cô và Sở Tinh Lạc nhìn nhau, trong lòng tựa như gương sáng. Trong hai chiếc châm vàng này, một chiếc khắc họa hình phượng hoàng sống động, hiển nhiên là dành cho thái tử phi. Chiếc còn lại thiết kế bình thường, chọn chiếc này tự nhiên là phải gả cho lục hoàng tử. Đồ tốt dĩ nhiên phải để lại cho tỷ muội, con đường phía trước của nàng, cô sẽ giúp nàng trải gấm thêu hoa. Cô liền vươn tay, chọn chiếc châm vàng bình thường, cung kính cúi người, tạ ơn hoàng hậu nương nương đã ban ơn. Chiếc châm này tuy giản dị nhưng tinh xảo, rất phù hợp với kẻ thường xuyên múa đao luyện võ như Vãn Ngưng. Hoàng hậu gật đầu, hài lòng đáp: "Rất tốt, quả là người hiểu chuyện." Sở Tinh Lạc được ban hôn cho thái tử, hai người tài mạo song toàn, tâm đầu ý hợp, trở thành câu chuyện đẹp lan truyền khắp nơi. Cô thì được định hôn với lục hoàng tử, chuyện về chiếc châm vàng khắc phượng cũng lan truyền, danh tiếng hiển thục của cô lại càng rạng rỡ. Hôn kỳ của hai người bọn cô được định cùng một ngày, đế hậu hai người đích thân đến dự, là sự kiện hôn lễ lớn chưa từng có thời tiền triều đến nay. Phủ thái tử và phủ lục hoàng tử chỉ cách nhau một bức tường, trong vườn có cổng thông nhau. Vào ngày đại hôn, khi nam nhân đang tiếp khách ngoài tiền viện, bọn cô lén lút gặp nhau trong tân phòng. Sở Tinh Lạc đổi sang chiếc quạt thêu mẫu đơn, phe phẩy quạt tạo nên tiếng gió vù vù, may mà khoảng cách này cũng gần, sau này chúng ta gặp nhau lại càng tiện lợi. Cô vén khăn trùm đầu lên, tiện tay lấy một hạt lạc lăn trên giường bóc vỏ bỏ vào miệng nàng, gật đầu đồng ý, hơn nữa lại là huynh đệ cùng một bụng mẹ sinh ra, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Khi giờ lành đến, bọn cô mỗi người trở về tân phòng của mình. Lục hoàng tử Chí Tích Chu bước vào với dáng vẻ say sưa, ngay cả rượu dao bôi cũng chưa kịp uống đã đổ gục xuống đất. Cô tốn sức lực múa đao lộng thương cả đời mới kéo được hắn lên giường, nhưng hắn lại nằm ngang chiếm hết cả giường, không chừa cho cô chút chỗ nào. Cô đành phải xoay người, qua đêm ở chiếc giường bên ngoài. Đêm động phòng hoa trúc, cô và hắn mỗi người chiếm một chiếc giường, ngủ say đến trời đất quay cuồng, tiếng ngáy vang trời dậy đất. Ngỡ rằng chỉ vì say rượu nên đêm ấy mới không thành chuyện. Ai ngờ suốt cả tháng trời, Chí Tích Chu đêm nào cũng nghỉ ở giường bên ngoài, chưa từng có một chút gần gũi với cô. Nhận thấy có điều bất thường, cô lại thở phào nhẹ nhõm. May mắn là cô đã chọn Chí Tích Chu, nếu để Sở Tinh Lạc phải đêm đêm cô đơn trong khuê phòng thì thật đáng thương. Sau khi thành hôn, ban ngày không có việc gì làm, cô và Sở Tinh Lạc thường gặp nhau để giết thời gian. Những việc từng làm khi còn ở khuê phòng, giờ lấy phu quân rồi vẫn làm y như cũ, chỉ là có thêm một việc, than phiền về phu quân. Cô và nàng không giấu giếm điều gì, chuyện Chí Tích Chu bất lực cũng chẳng thể giấu nàng. Tỷ muội ta sau này già rồi, không có con nối dõi, mọi vinh hoa phú quý đều phải trông cậy vào ngươi. Sở Tinh Lạc nghe xong, mắt trợn to như chuông đồng, nhưng biểu cảm lại đăm chiêu, thật ra, thái tử hắn cũng. Lời chưa dứt, đã thấy thái tử Trì Ngọc Bạch che miệng ho khẽ, bước nhẹ đến, theo sau là Chí Tích Chu với gương mặt đầy khó chịu. Nhìn vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì không ngon của hắn, cũng chẳng rõ cuộc trò chuyện của bọn cô bị nghe thấy bao nhiêu. Nói xấu người khác lại bị chính chủ bắt quả tang, cô và Sở Tinh Lạc trong khoảnh khắc chỉ biết muốn độ thổ.
Thấy cô và nàng đứng đờ ra đó, Trì Ngọc Bạch lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, Lục đệ muội đến rồi. Hôm nay Lục đệ săn được một con heo rừng, lát nữa bảo đầu bếp trong phủ nướng lên. Đầu bếp của ta tay nghề rất giỏi, bữa trưa hai vị nhất định phải ở lại nếm thử. Trì Ngọc Bạch và Trì Tích Chu thường ngày bận rộn công vụ, không hay dùng bữa tại phủ, ngược lại cô và Sở Tinh Lạc thường ăn cùng nhau. Như hôm nay, bốn người cùng ngồi một bàn, thật là chuyện chưa từng có. Trì Ngọc Bạch không nói quá, đầu bếp của hắn tay nghề thật sự rất tuyệt. Một miếng sườn nướng mật ong, lớp ngoài giòn tan, thịt mềm ngọt, hương vị đọng lại trên đầu lưỡi, cô mải mê ăn đến mức bụng no căng, suýt nữa không đứng dậy nổi. Sau bữa ăn, cô vốn định cáo từ để về nghỉ ngơi, nhưng lại bị Trì Ngọc Bạch gọi lại, hôm bách hoa yến, Lục đệ muội bắn tên không trịch phát nào, lần nào cũng trúng tâm, ta thật khâm phục. Mấy ngày nữa thái phó sẽ kiểm tra tài cưỡi ngựa bắn cung của ta, nhưng ta thật sự không giỏi lắm. Không biết hôm nay có thể nhờ Lục đệ muội chỉ dạy một chút không? Cô ôm bụng thở dốc, miệng há hốc ra nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Ngài đường đường là thái tử, việc học hành đã có người chuyên môn dạy, làm sao lại đến lượt cô chỉ giáo? Nhưng nếu từ chối ngay lập tức, liệu có quá thất lễ với ngài không? Cô quay sang Sở Tinh Lạc, mong nàng giúp đỡ, nàng cũng nhìn cô nháy mắt, như muốn ra hiệu bảo cô đồng ý. Đang lúc khó xử, Trí Tích Chu cũng cất lời, như là nói với Sở Tinh Lạc, mấy ngày nữa ta cũng phải kiểm tra âm luật. Không biết hoàng tẩu có rảnh không, chỉ điểm cho ta một chút. Cuối cùng, sự việc lại diễn tiến theo một hướng rất kỳ lạ. Sau bữa ăn, vốn dĩ cô và Sở Tinh Lạc nên theo phu quân của mình trở về, nhưng lại bị đổi vị trí. Cô dẫn thái tử, cũng là tỷ phu, đi đến võ trường luyện bắn cung, còn Sở Tinh Lạc lại dẫn em chồng ngồi xuống bên cây cổ cầm để dạy âm luật. Chuyện bên phía Sở Tinh Lạc cô không rõ, nhưng bên này cô cảm thấy có chút khó xử. Tay cầm tay dạy bắn cung, khó tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể. Thái tử vừa là huynh trưởng của phu quân cô, vừa là phu quân của tỷ muội cô, việc ở riêng như thế này có phần không ổn. Có lẽ nhìn thấy sự bối rối của cô, Trì Ngọc Bạch liền phất tay cho lui tất cả hạ nhân, nghiêm túc cúi chào cô, Lục đệ muội không cần lo lắng. Thái phó rất nghiêm khắc, lại không tiện thường xuyên đến phủ dạy học, ta chỉ muốn tranh thủ thời gian để luyện tập nhiều hơn. Nếu trong kỳ kiểm tra có tiến bộ, chắc chắn sẽ khiến phụ hoàng mẫu hậu yên lòng. Nói xong, ngài lại thở dài, chỉ trách thân thể ta không khỏe mạnh như Lục đệ, ngay cả việc bắn cung cũng không làm tốt, thật khiến người khác cười chê. Nếu Lục đệ muội thấy việc dạy riêng cho ta là không thích hợp, thì ta cũng không ép. Nếu có ai chê cười ta yếu đuối không xứng làm thái tử, thì cứ để họ cười đi. Dù sao cũng đã bị cười chê nhiều năm, ta cũng đã quen rồi. Cô nghe xong, trên mặt cũng khẽ ngạc nhiên, thầm nghĩ Trí Tích Chu là người ngoài mạnh trong yếu, chẳng thể làm trưởng phu tốt cho tỷ muội của cô dựa dẫm vào, quả thật không thể so sánh được. Trì Ngọc Bạch sinh ra tuấn tú, dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, quả có chút mảnh mai, so với vẻ vạm vỡ của Trí Tích Chu, trông ngài đúng là yếu đuối hơn thật. Nhưng đôi mày mắt của ngài lại phảng phất nét u buồn, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thương, muốn vì ngài mà xoa dịu đôi mày đang cau lại. Cô bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, cố gắng kiềm chế cảm giác lạ lùng trong lòng, rồi cũng cung kính đáp lại, điện hạ tài trí hơn người, học vấn uyên thâm, xin đừng tự ti. Vãn Ngưng đã luyện bắn cung nhiều năm, có chút kinh nghiệm nhỏ, được điện hạ không chê, ta nguyện hết lòng chỉ giáo. Có lẽ Trì Ngọc Bạch thật sự không giỏi về võ nghệ. Cô đã hướng dẫn ngài bằng lời khá lâu, nhưng ngài vẫn không thể bắn trúng đích. Không còn cách nào khác, cô đành phải đích thân chỉ dạy. Ngài cao lớn, cô đứng sau lưng cũng không với tới tay ngài, đành phải mang theo một chiếc ghế nhỏ để đứng lên, bắt đầu cầm tay dạy bắn cung. Vì đứng gần, mặt cô gần như chạm vào mặt ngài. Mùi long diên hương thoảng vào mũi, khiến cô có chút mơ màng. Thầm động viên bản thân tập trung lại tinh thần, cô nắm lấy tay ngài, kéo dây cung ra sau, nhẹ nhàng dặn dò, nhìn thẳng phía trước, tập trung, nín thở, không để tâm loạn. Dây cung buông ra, mũi tên bay vút đi, thế như trẻ tre, một phát trúng ngay hồng tâm. Cô vui mừng reo lên, định hỏi ngài có cảm nhận được không, thì ngài ấy đột ngột quay lại, đôi môi mềm mại vừa chạm vào đầu mũi cô, cả hai người cùng cứng nở. Dù đã thành thân, nhưng suốt hơn một tháng qua, Trí Tích Chu đều ngủ riêng, cô chưa từng có tiếp xúc gì gần gũi với nam nhân. Trong chốc lát, lòng cô chợt dâng lên một nỗi hoảng loạn, lại cảm thấy việc này với phu quân của tỷ muội mình thật là quá đáng, chỉ muốn lập tức rời khỏi tình cảnh khó xử này. Nhưng cô quên mất rằng mình đang đứng trên ghế, chân vừa bước lên đã chợt hẫng một cái và cả người ngã thẳng xuống đất. Một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, chỉ cảm thấy cả người như xoay một vòng. Khi cô hoàn hồn lại, đã thấy mình được Trì Ngọc Bạch ôm vào lòng. Ngài cười mỉm, không tỏ vẻ gì là không ổn, sau khi đỡ cô đứng vững, liền buông tay, Lục đệ muội cẩn thận chút. Hôm nay nhờ có muội chỉ dạy, ta dường như đã nắm được một chút. Trời cũng đã muộn, để ta tiễn muội về, ngày mai nếu có thời gian, xin muội tiếp tục chỉ dẫn cho ta. Thấy ngài tỏ vẻ thản nhiên, không chút khác thường, cô lại thấy xấu hổ, chỉ cảm giác mình đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, càng thêm bối rối. Nhưng xảy ra chuyện này, vẫn nên thú thật với Sở Tinh Lạc thì hơn. Nếu không, sau này nếu vì giấu giếm mà gây ra hiểu lầm thì sẽ mất nhiều hơn được. Ai ngờ khi gặp Sở Tinh Lạc, mặt nàng còn đỏ hơn cả cô. Nàng liếc nhìn cô đầy ẩn ý, đôi mắt dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bọn cô trao nhau ánh mắt, đều thấy trong mắt đối phương có chút áy náy.
Trời ạ, chẳng lẽ họ cũng đã xảy ra chuyện gì không hay rồi? Nhưng hai huynh đệ nhà họ chỉ lại chẳng để bọn cô có cơ hội trao đổi. Họ như đã bàn bạc với nhau từ trước, hoàn toàn ngăn cản cô và Sở Tinh Lạc gặp riêng. Mỗi lần cô đến phủ thái tử, chưa kịp nói được mấy câu đã bị Trì Ngọc Bạch kéo đi luyện bán cung. Còn chỉ cần Sở Tinh Lạc vừa đến phủ Lục hoàng tử, liền bị Trì Tích Chu mời ngồi xuống nghe hắn đàn. Phải nói rằng, thời gian này, kỹ thuật bắn cung của Trì Ngọc Bạch ngày càng chính xác, còn kỹ nghệ đàn của Trì Tích Chu cũng tiến bộ vượt bậc. Chỉ khổ cho cô và Sở Tinh Lạc, rõ ràng có thể sống sung sướng nhàn nhã, vậy mà nay lại phải lao động dựa vào tài nghệ. Cuối cùng, chờ đến lúc có buổi trà đàm do phu nhân nhà Thị Lang tổ chức, cô và Sở Tinh Lạc mới có cơ hội thoát thân, cầm lấy thiếp mời rồi vội vã trốn ra ngoài. Trên xe ngựa, bọn cô dù đã cố nhịn, nhưng cuối cùng lại đồng thanh nói: "A Ngưng Lạc Lạc, ta có lỗi với ngươi." Thì ra trong suốt thời gian qua, khi hai người họ ở bên nhau, cũng đã có không ít khoảnh khắc ám muội. Mặc dù Sở Tinh Lạc chưa đến mức rung động trước Trì Tích Chu, nhưng những hành động vô tình như vậy thường rất nguy hiểm. Mập mờ với phu quân của tỷ muội mình, đó thật sự là điều khiến chính mình cũng phải khinh bỉ. Nàng cầm lấy một miếng mứt, nhai chậm rãi, rồi đột nhiên như hạ quyết tâm, vỗ mạnh xuống bàn: "A Ngưng, hai người này tuyệt đối không phải là lương duyên, chúng ta đều bị họ lừa gạt. Hơn nữa, ta nghi ngờ rằng thái tử đã sớm có người trong lòng. Thư phòng của ngài ấy từ trước đến nay không bao giờ cho ta vào, có một lần ta tình cờ thấy cửa mở hé, ngài ấy đang cúi đầu vẽ tranh. Người trong tranh ta nhìn không rõ, nhưng chắc chắn là hình bóng của một nữ tử. Sau khi phát hiện ta, ngài ấy lập tức giấu tranh đi, ta chắc chắn người trong tranh không phải là ta. Nghĩ kỹ lại, việc ngài ấy cố ý để Trí Tích Chu đến làm thân với ta, chẳng phải là muốn ta phạm lỗi để có cớ bỏ ta, nhường chỗ cho người trong lòng của ngài ấy sao? Không được, ta phải nhanh chóng hòa ly với ngài ấy. Nếu không, đến lúc đó chẳng biết ta sẽ chết thế nào." Cô ngẩn người, nghĩ rằng tỷ muội mình quả thật thông minh, chẳng trách đọc sách nhiều hơn cô, phân tích ra sự thật thật là thuyết phục. Cô hồi tưởng lại mọi chuyện, càng nghĩ càng thấy hợp lý, liền nắm chặt tay nàng mà nói: "Ngươi nói vậy, ta cũng thấy rất đáng ngờ. Trí Tích Chu từ trước đến nay chưa từng chung giường với ta, có khi nào không phải vì bất lực, mà là vì muốn giữ thân cho người trong lòng. Hai huynh đệ bọn họ cố ý làm thân với chúng ta, thật ra là để tìm cớ gây rắc rối cho chúng ta, thật là tâm địa độc ác. Ngươi đã nghĩ ra cách hòa ly chưa? Ngươi ly, ta cũng ly. Mơ ước thì phong phú, nhưng thực tế lại khắc nghiệt." Bọn cô còn chưa kịp nghĩ ra cách hòa ly, thì hai huynh đệ Trì Ngọc Bạch đã bị thánh thượng phái đi quản lý vấn đề cứu trợ thiên tai lũ lụt ở Thông Châu, nhân tiện điều tra tham quan trong vụ lũ lụt này. Ban đầu cô và Sở Tinh Lạc nghĩ rằng có thể ở lại để bàn bạc kế hoạch, nhưng không ngờ hai người đó lại viện cớ sợ phu nhân ở nhà một mình sẽ cô đơn mà mang bọn cô theo đến Thông Châu. Trên chiếc xe ngựa rộng rãi, bốn người bọn cô ngồi đối diện nhau, mắt nhìn nhau, bầu không khí có phần kỳ quái. Nhưng dù sao thái tử cũng là người điềm tĩnh, đối diện với nguy nan vẫn không nao núng. Trì Ngọc Bạch là người đầu tiên mở lời: "Phụ hoàng lần này phái ta và Lục đệ cùng đi là do tình hình nghiêm trọng. Lũ lụt về cơ bản đã có thể kiểm soát, nhưng tiền cứu trợ từ triều đình lại bị tham ô nhiều tầng lớp, đến tay dân chúng chỉ còn lại rất ít. Chúng ta cần điều tra rõ ràng các quan viên liên quan, để triều đình loại bỏ những kẻ sâu mọt này, dân chúng mới có thể an cư. Việc mang theo phu nhân và Lục đệ muội cùng đến, thực ra cũng vì cần đến sự giúp đỡ của các ngươi." Nói xong, ngài nháy mắt, ánh nhìn hướng về phía cô: "Có một việc, còn phải ủy khuất Lục đệ muội một chút." Cô gãi đầu, mơ hồ không hiểu, việc quản lý cứu trợ lũ lụt và điều tra tham quan thì có liên quan gì đến hai nữ nhân yếu đuối như bọn cô. Nhưng thái tử đã nói vậy, cô không thể giả ngốc, liền tiếp lời: "Có thể giúp được điện hạ là phúc của ta, không biết ta cần phải làm gì?" Trì Ngọc Bạch che miệng ho khẽ, cúi mắt xuống, dáng vẻ có chút ngượng ngùng: "Còn phải nhờ Lục đệ muội và phu nhân tạm thời đổi thân phận, trong khoảng thời gian này giả làm thái tử phi." Vừa nghe xong lời này, cô và Sở Tinh Lạc đều tròn mắt kinh ngạc, không dám tin. Sở Tinh Lạc lộ rõ vẻ bất mãn, gương mặt đó cô đã quá quen thuộc, rõ ràng là đang nói: "Thấy chưa, ta đã bảo là có âm mưu." Bọn cô bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt. Cô nghĩ, làm sao bây giờ, chạy không được, từ chối cũng không xong. Nàng đáp: "Cứ đồng ý trước, xem thử họ đang âm mưu gì." Cô nghĩ, có chút lo lắng. Nàng đáp: "Không sao, tệ nhất là bị bỏ, đến lúc đó ta sẽ nuôi ngươi." Bọn cô ở bên này nháy mắt trao đổi rất sôi nổi, bên kia Trì Ngọc Bạch khẽ ho một tiếng, rồi kiên nhẫn giải thích thêm: "Để khiến các quan viên bên đó mất cảnh giác, ta và Lục đệ đã bàn bạc, ta sẽ ra mặt tiếp đãi, kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho Lục đệ âm thầm điều tra. Nhưng các ngươi cũng biết, võ nghệ của ta không giỏi, tử lượng cũng không tốt, rất dễ bị họ lợi dụng. Lục đệ muội có thân thủ tốt, nếu lấy thân phận thái tử phi ở lại bên cạnh ta, có thể tự bảo vệ mình. Ta sẽ yên tâm tập trung vào những việc khác, giúp kế hoạch của chúng ta diễn ra suôn sẻ hơn. Còn phu nhân..." "Không, phải nói là phu nhân của Lục đệ ở lại bên cạnh hắn, để hắn bảo vệ, ta cũng sẽ an tâm hơn. Quan viên ở Thông Châu chưa từng gặp các ngươi, đương nhiên sẽ không phân biệt được ai là thái tử phi thật sự." Ngài ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Lục đệ muội không cần lo lắng, bên cạnh ta luôn có ám vệ, tuyệt đối không để ngươi rơi vào tình thế nguy hiểm." Cô và Sở Tinh Lạc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Bỏ qua những điều khác, sắp xếp như vậy quả thật là hợp lý nhất. Dù bọn cô là nữ nhân, nhưng nếu có thể giúp dân chúng trừ bỏ tham quan hại nước, thì đó cũng là việc lợi quốc lợi dân.
Sau khi đã định liệu mọi chuyện, bọn cô chia nhau ra mà bắt tay vào hành động. Cô cùng với Trì Ngọc Bạch một nhóm, trực tiếp tham dự tiệc tiếp đãi của Tri Phủ Thông Châu. Còn Sở Tinh Lạc và Trí Tích Chu một nhóm, viện cớ mệt mỏi sau chuyến đi để về nơi nghỉ ngơi. Bữa tiệc tiếp đãi có phần đơn sơ, chỉ là vài món ăn đạm bạc, trông có chút thiếu thốn. Tri Phủ Ngô Đại Nhân cười cầu hòa, liên tục cúi người, Thái tử Điện Hạ từ xa đến, không tiếp đón chu đáo, thật là có lỗi. Thực sự vì nước lũ đang rất cấp bách, mỗi ngày tiểu nhân đều bận đến không thể tách rời. Phủ ta dạo này cũng không có thêm ngân quỹ, dân chúng gặp nạn quá đông, tiền cứu trợ của triều đình thì lại không đủ, nên chỉ còn cách lấy một phần bổng lộc ra cứu trợ. Vì vậy, bữa tiệc hôm nay có phần thiếu sót, mong Điện Hạ rộng lượng bỏ qua. Cô trong lòng hơi căng thẳng, nhìn bữa tiệc đơn sơ này, quả thật là quá đạm bạc, theo lời Ngô Đại Nhân nói cũng hợp lý, chẳng lẽ ông ta thực sự là một vị quan thanh liêm. Nhưng triều đình đã biết có người tham ô tiền cứu trợ, việc này chắc chắn có tồn tại, là quan phụ mẫu của Thông Châu, mọi chuyện đều phải qua tay ông ta, lẽ nào ông ta không biết. Cô liếc nhìn Ngô Đại Nhân, phát hiện thân hình ông ta béo mập, bụng to như cái trống, tuy quần áo không hoa lệ, nhưng chất liệu rõ ràng là không tầm thường, chắc chắn không phải là người nghèo. Một viên quan thực sự không nghèo, nhưng lại bày ra những món ăn như thế này để tiếp đón thái tử đến thị sát. Rõ ràng là cố tình che đậy, muốn dùng chiêu trò để qua mắt thiên hạ. Không biết Trì Ngọc Bạch sẽ phản ứng ra sao. Cô tò mò nhìn về phía ngài, thấy ngài khẽ nhíu mày, rồi kéo áo ngồi xuống, giọng nói mang theo chút bất mãn. Bản cung đường xa mệt nhọc, vốn định về nơi ở nghỉ ngơi, nhưng nể mặt Ngô Đại Nhân nên vẫn đến dự tiệc. Nhưng không ngờ đại nhân lại không xem trọng bản cung, đem những thứ này ra để đối phó. Ngô Đại Nhân nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng quỳ xuống, điện hạ oan uổng, thực sự là phủ này không còn dư giả ngân lượng. Ai? Trì Ngọc Bạch làm bộ làm tịch khoát tay, đôi mắt phượng liếc nhìn, trông giống hệt một công tử ăn chơi sa đọa, đại nhân chẳng lẽ đang đề phòng ta? Phụ hoàng muốn ta làm chút việc chính sự, tạo chút tiếng tốt ở dân gian, lại thương ta nên đặc biệt để Lục Đệ đến quản lý lũ lụt. Việc chính có Lục Đệ lo ta cũng yên tâm, ta vốn định nhân cơ hội này trải nghiệm phong thổ Thông Châu. Ngày sau trở về kinh thành sẽ thay đại nhân nói vài lời tốt đẹp, nhưng xem ra đại nhân không cần đến. Ngô Đại Nhân đờ người như gỗ, trong chốc lát không biết phản ứng ra sao, chỉ đành cười gượng xin lỗi, điện hạ có danh tiếng tốt, hạ quan. Ông ta chưa nói hết câu thì Trì Ngọc Bạch đã giơ tay cắt lời, danh tiếng gì đó đều là mẫu hậu coi trọng. Ta là thái tử, vốn không cần phải làm mấy việc vụn vặt này, tự có người lo liệu cho ta. Trước đây mỗi lần ta đến đâu tuần tra, các quan viên địa phương đều rất biết điều, nhưng xem ra Ngô Đại Nhân ngươi có vẻ không mấy hiểu chuyện. Cô che miệng, suýt chút nữa không nhịn được cười. Người này đóng vai công tử bột thật là giống, trên người chắc hẳn có đến 800 mưu kế. Đã vậy, cô sao có thể không giúp ngài một tay để hoàn toàn xác thực hình ảnh lãng tử không lo chính sự của ngài. Nghĩ vậy, cô liền tiến lại gần, trực tiếp ôm lấy cổ ngài, ngồi lên đùi ngài, giọng nói mềm mại ngọt ngào, điện hạ, ngài lừa người ta rồi. Ngài nói giấu thái tử phi, dẫn ta đến Thông Châu là để hưởng phúc. Nhưng nơi này còn không bằng Xuân Phong lâu, chỗ đơn sơ thế này, làm sao có tiền mà kính ngài. Ngài đã hứa về sẽ chuộc thân cho ta, giờ liệu có giữ lời không? Trì Ngọc Bạch vốn đang cầm chén uống nước, hành động của cô hoàn toàn ngoài dự liệu của ngài, khiến ngài bị sặc nước, ho đến chảy nước mắt. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng ngài, còn không quên uốn éo thân mình, giọng véo von hỏi, ngài nói đi, rốt cuộc có giữ lời không mà đặt chén nước xuống. Thái tử nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, khẽ chạm vào mũi cô, giọng chiều chuộng, điều đó còn phải xem. Ngô Đại Nhân thế nào? Tri Phủ Ngô quả thật cảnh giác cao, dù lời đã nói đến mức này, ông ta vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, chỉ đích thân tiễn bọn cô đến nơi nghỉ ngơi, mặt mày câu có liên tục xin lỗi. Trì Ngọc Bạch không để ý đến ông ta mấy, kéo cô vào phòng rồi không ra ngoài nữa. Nơi ở đã được sắp xếp này cũng chỉ ở mức tiêu chuẩn bình thường, khiến người ta nghi ngờ rằng liệu có phải đã hiểu lầm Ngô Đại Nhân hay không. Có lẽ thấy được sự nghi ngờ trong mắt cô, Trì Ngọc Bạch khẽ cười, đó là một con cá lớn, cần phải thả dây dài mà câu. Bữa tối chưa ăn được gì, ngươi có đói không? Để ta sai người đi mua chút gì đó. Cô vội vàng xua tay, trong tình cảnh này chỉ còn hai người bọn cô còn lo lắng không hết, làm gì có khẩu vị. Không đói, Lạc Lạc họ đang ở đâu, có cần đến chỗ họ hội họp không? Trì Ngọc Bạch lắc đầu, nhưng vẫn sai người đi mua một đống món ăn nghe có vẻ rất đắt tiền, rồi giải thích với cô, họ ở nơi khác, tiện cho việc điều tra ngầm. Ngươi yên tâm, Lục Đệ sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lẫm, người này thực sự rất kỳ quái, thê tử của mình và đệ đệ đơn độc ở bên nhau, tuy rằng là vì đại cục, nhưng hắn lại chẳng chút lo lắng. Xem ra, Lạc Lạc nói không sai, hắn nhất định không coi nàng ấy là thê tử, phải sớm nghĩ cách hòa ly mới được. Khi biết tối nay có khả năng phải ở cùng hắn suốt đêm, cô có phần không biết phải làm sao. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô đành tìm chuyện để nói, ngài sai người mua nhiều món như vậy, chúng ta hai người chắc chắn không ăn hết, chẳng phải là lãng phí sao. Hắn nhún vai, vẻ mặt lại rất thoải mái, một công tử bột mà không phung phí xa hoa, chẳng phải là có chút không hợp lý sao. Không chỉ vậy, đêm nay, có lẽ Lục Đệ muội còn phải hy sinh thêm chút nữa. Cái gọi là hy sinh trong lời của Trì Ngọc Bạch, đối với cô, quả thật là một sự hy sinh to lớn. Sau bữa tối, hắn chỉ vào một bóng đen đang thu mình ẩn nấp ngoài cửa, rồi ghé lại bên tai cô thì thầm, con cá lớn rất cẩn trọng, còn phái người đến nghe lén.
Lục đệ muội, có lẽ phải phát ra một chút âm thanh. Cô lập tức hiểu ẩn ý trong lời hắn, mặt đỏ bừng bừng, muốn giả vờ không hiểu để cho qua, lắp bắp hỏi, mờ, âm thanh gì? Hắn không trả lời thẳng, mà nhướng mày hỏi lại cô, lục đệ muội vừa rồi ở nhà Ngô Chi Phủ không phải đã diễn rất xuất sắc sao? Chẳng lẽ, ngươi thật sự đã từng đến Xuân Phong Lâu? Cô cảm thấy đầu óc tê dại, trong hoàn cảnh này mà hắn lại còn hỏi những chuyện như thế. Để phá tan bầu không khí khó nói này, cô đành cắn răng đáp lại, ta từng hiếu kỳ, đã cải trang thành nam và đến đó. Quả là lời nói kinh động thế tục, mong hắn đừng lại gần nữa. Nhưng hắn chẳng hề để ý đến sự bối rối của cô, mà còn tiến sát lại gần hơn, cùng thái tử phi đi sao. Các ngươi tình như tỉ muội, cảm tình thật sự rất tốt. Làm phu quân của các ngươi, rất dễ ghen tuông. Cô lùi một tấc, hắn tiến một thước, lúc này cả người hắn gần như đã ở phía trên cô, nhưng may thay hắn vẫn còn biết chừng mực, không đè lên cô. Nhưng nếu có ai đó nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ bọn cô đang làm việc gì đó không đứng đắn. Cô dùng tay chống vào vai hắn, lo lắng kêu lên, điện hạ, nếu thái tử phi biết ngài như vậy, nhất định sẽ đòi hòa ly với ngài. Hắn lại không chút dao động, giọng điệu kéo dài, khiến người nghe có cảm giác mặt đỏ tía tai, lục đệ muội, thật không sợ ta sao? Vậy thì hòa ly thôi. Nói xong, hắn hạ giọng, thì thầm hỏi với âm thanh chỉ đủ để cô nghe, vậy lục đệ muội, có định hòa ly không? Câu hỏi của hắn khiến cô hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa tay nhẹ véo vào eo cô, khiến cô không nhịn được mà khẽ kêu lên một tiếng. Mặt cô lập tức đỏ bừng, dù biết rằng có thể hắn làm vậy để đánh lạc hướng kẻ nghe lén, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà run rẩy. Không biết có phải nhận ra sự bất an của cô hay không, hắn liền xoay người, buông tay ra, ánh mắt lại trong trẻo như thường, xin lỗi lục đệ muội, vừa rồi bất đắc dĩ ta mới mạo phạm, mong muội lượng thứ. Người kia đã rời đi rồi, chắc sẽ không quay lại. Cô ôm lấy ngực, nơi tim đang đập loạn nhịp, kéo dài khoảng cách với hắn, co mình vào góc giường để trấn tĩnh lại. Xem xét xung quanh, phòng này không lớn, chỉ có mỗi chiếc giường này, đêm nay làm sao mà qua đây. Đang suy nghĩ, Trì Ngọc Bạch đã nằm xuống bên mép giường, để khoảng cách rất xa giữa bọn cô. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy hắn nhắm mắt, hàng mi dài như cánh quạt nhẹ rung, ít hầu chuyển động, cả người phủ một lớp ánh bạc nhạt nhòa của trăng, đẹp đến ngẩn ngơ. Lục đệ muội, xin chịu khó nằm cùng giường với ta vài hôm. Nếu ta nằm dưới đất sẽ dễ bị phát hiện, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Ngươi yên tâm, ta nằm ở mép giường, sẽ không qua gần đâu. Mặt cô đỏ ửng, chỉ biết đáp lại một tiếng vâng, rồi tự nhủ lòng không ngừng lạc lạc, ta thật có lỗi với ngươi, sau đó quấn chặt chăn, áp sát vào tường, không dám nhúc nhích chút nào. Lúc đó, cô chưa biết rằng cùng lúc này, Sở Tinh Lạc cũng đang ngước mắt lên trời thở dài, A Ngưng, ta thật có lỗi với ngươi. Trằn trọc cả đêm, chẳng biết lúc nào mới thiếp đi. Sáng hôm sau khi cô vừa mới mở mắt ra thì đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú phóng đại, đang nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Trong đầu cô như có tiếng nổ vang, định bụng lớn tiếng mắng kẻ lưu manh, nhưng rồi lại phát hiện chính mình đã lăn đến mép giường, tay chân còn đang quấn chặt lấy hắn, không chịu buông. Còn Trì Ngọc Bạch thì cả người cứng đờ, co ro bên mép giường, một chân gần như sắp rơi khỏi giường, nhưng hắn không dám động đậy chút nào. Cô vội vàng buông tay, nhảy dựng lên, không dám nhìn vào ánh mắt cười cợt của hắn, vội vàng chuyển chủ đề, giờ là canh mấy rồi, hôm nay phải làm gì? Trì Ngọc Bạch duỗi tay chân một chút, cũng ngồi dậy, không cần vội, một kẻ ăn chơi như ta không thể dậy sớm, phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới hợp lý. Cô thầm nghĩ, giờ thì còn ai mà ngủ nổi nữa, chỉ mong có thể bay ngay về kinh thành, tránh xa hai huynh đệ này. Hai người cứ thế ngồi đối diện trong phòng, cho đến giờ ngọ hắn mới lười biếng đứng dậy mở cửa, bên ngoài đã có người của Ngô đại nhân chờ sẵn. Điện hạ có muốn lên đê xem xét tình hình, tiện thể thăm hỏi dân chúng không? Trì Ngọc Bạch chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ phẩy tay không kiên nhẫn, việc cứu trợ đã có lục đệ lo, mấy kẻ dân đen đó có gì hay ho? Chi bằng đi dạo phố xem có gì vui không? Thông Châu nổi tiếng về lụa, tối nay ta dẫn nàng đi làm mấy bộ xiêm y đẹp. Trì Ngọc Bạch thực sự dẫn cô dạo quanh phố cả ngày, bất cứ thứ gì cô liếc nhìn, hắn đều cho người gói lại mua ngay, chẳng chút đắn đo, hoàn toàn ra dáng một kẻ ăn chơi hoang phí. Người hầu của Ngô đại nhân bám theo phía sau, lo liệu thanh toán và xách đồ, chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại đầy đầu. Sau nửa tháng như vậy, Ngô đại nhân lại một lần nữa tổ chức tiệc tạ lỗi. Điều khác biệt là lần này tiệc vô cùng xa hoa, số quan viên tham dự cũng nhiều hơn lần trước rất nhiều, ai nấy đều mặc y phục sang trọng, mặt mày hớn hở. Trên bàn tiệc đầy áp sơn hào hải vị, rượu ngon ngọc ngà, thỉnh thoảng còn có vũ cơ mặc áo mỏng manh múa uyển chuyển, không khí vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Trước đó, ám vệ của Chí Tích Chu còn bí mật báo về rằng dân chúng bị nạn đến mức không có gì ăn, không còn nhà cửa, trao cứu trợ chỉ toàn là nước cơm, chẳng thể no bụng. Dân tình oán thán, khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng chẳng khác gì chốn địa ngục trần gian. Cô nghĩ đến cảnh tượng này, trước khung cảnh xa hoa trước mắt không khỏi khinh bỉ, nắm chặt tay, hận không thể một mình bắn ra một mũi tên, nhưng vẫn chưa hết giận. Bỗng nhiên cảm thấy tay nóng lên, Trì Ngọc Bạch tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ghé vào tai thì thầm, thả lỏng, bọn chúng một tên cũng không thoát. Không hiểu sao, với lời hứa này của hắn, cô bỗng cảm thấy yên tâm hẳn. Kẻ này đúng là tinh quái, chắc chắn đã sắp đặt tất cả, chỉ chờ thời cơ để bắt chọn lũ gian tà. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ,
các quan viên đã hoàn toàn coi Trì Ngọc Bạch là người của mình, thi nhau đến tâng bốc. Điện hạ thật có khí phách, vừa đến Thông Châu đã kiểm soát được lũ lụt, thật là phúc của Đại Duệ. Đại Duệ có điện hạ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ hưng thịnh không lo. Chờ điện hạ mang công lao trở về kinh thành, nhất định phải thay chúng ta nói vài lời tốt đẹp, từ nay chúng ta chỉ biết theo chân điện hạ. Trì Ngọc Bạch nửa nằm trên ghế thượng tọa, nhàn nhã thưởng thức những trái nho cô đã bóc sẵn cho hắn, một chân còn gác lên đầu gối cô, mắt lim dim lơ đãng trả lời từng người, được, được. Thái độ này thật là không ra thể thống gì. Cô trong lòng thầm khinh bỉ, nhưng các quan viên có mặt lại nhìn nhau, rồi khẽ nhường ra một lối đi. Cuối con đường ấy, Ngô đại nhân bước đi mạnh mẽ trên đôi giày thêu chỉ vàng, theo sau là đám gia nhân mặc đồng phục, khiêng mấy chiếc hòm gỗ nặng nề, cung kính dâng lên trước mặt Trì Ngọc Bạch. Điện hạ vượt đường xa đến Thông Châu, trước đây có điều gì thất lễ, mong ngài rộng lượng tha thứ. Đây là chút tâm ý của chúng thần, mong điện hạ vui lòng nhận lấy. Nói xong, vài gia nhân mở các hòm gỗ, bên trong là từng thỏi bạc trắng lóa mắt, nhiều đến mức khiến người ta phải choáng váng. Trì Ngọc Bạch khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ. Thấy hắn cuối cùng cũng cười, Ngô đại nhân càng thêm phấn khởi, ra lệnh cho Vũ Cơ tiến đến rót rượu, thẳng thắn nói rằng hôm nay không say không về. Nhưng rượu còn chưa kịp rót đầy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động đồng đều, như tiếng binh khí cọ sát xuống mặt đất, âm thanh vang dội, khiến người ta phải rùng mình. Khi mọi người còn đang nhìn nhau đầy bối rối, Chí Tích Chu đã dẫn đầu một đội quân phá cửa xông vào, bao vây toàn bộ những người có mặt trong sảnh. Ngay sau đó, những binh sĩ mặc giáp bạc, cầm trường mâu lần lượt tiến vào, hành động một cách trật tự, nhanh chóng bao vây toàn bộ căn phòng. Tiếng hét của các vũ cơ vang lên liên hồi, Ngô đại nhân dường như chợt hiểu ra điều gì đó, chiếc ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo. Ông ta trợn mắt, giận dữ chỉ vào Trì Ngọc Bạch mà mắng lớn, ngươi giả bộ. Ngay lập tức, Chí Tích Chu tung một cước vào sau gối ông ta, khiến Ngô đại nhân khuỵu xuống trên những mảnh thủy tinh vỡ, liền hét lên thảm thiết như bị giết. Trì Ngọc Bạch lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tay chắp sau lưng, đứng trên bậc thềm, giọng nói rõ ràng, sắc bén, hoàn toàn không còn chút nào vẻ đùa cợt, đánh lừa kẻ địch là điều binh pháp thường dùng, Ngô đại nhân, ngươi thật làm bản cung bất ngờ đấy. Tất cả các quan viên có mặt đều bị bắt và giải đi, tiền cứu trợ được phân phát lại cho dân chúng. Trì Ngọc Bạch và Chí Tích Chu dốc hết sức vào việc quản lý lũ lụt và tái thiết sau thảm họa, ngày nào cũng bận rộn không ngừng nghỉ. Nhiều ngày không gặp, cô và Sở Tinh Lạc xúc động ôm chầm lấy nhau, kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong mấy ngày qua. Nàng với vẻ mặt đau khổ, nắm chặt tay, A Ngưng, không thể chần chừ thêm nữa, chúng ta phải chạy thôi. Chí Tích Chu quá đáng sợ, nếu còn tiếp tục thế này, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị nhấn chìm trong lồng heo. Cô gật đầu đồng tình, đúng vậy, Trì Ngọc Bạch cũng chẳng kém gì, chuyện hòa ly hãy tính sau. Khi họ biết chúng ta không muốn giữ chức vị phi tần này, chắc chắn họ sẽ đồng ý buông tha cho chúng ta, lúc đó ký giấy hòa ly cũng chưa muộn. Có tiền bạc không? Ó, ta đã lấy được ít nhiều rồi, đủ để nuôi ngươi. Ta cũng vậy, thế tối nay chạy nhé. Chạy. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, chờ đến đêm khuya thanh vắng, bọn cô mỗi người đeo một cái bọc nhỏ, lén lút tránh các lính canh, định trốn thoát. Hai huynh đệ nhà họ Trì giờ chắc vẫn đang ở trên đê, không có thời gian để ý đến bọn cô, nếu không đi ngay bây giờ thì còn chờ gì nữa. Tại cổng lớn của biệt viện, cô và Sở Tinh Lạc cuối cùng cũng hội ngộ, nhìn tự do ngay trước mắt, bọn cô đập tay nhau, suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Cuối cùng cũng giữ được danh dự và mạng sống. Ngươi nghĩ khi họ phát hiện chúng ta trốn đi, họ sẽ vui mừng hay thất vọng? Tất nhiên là vui mừng. Chúng ta tự nguyện nhường chỗ cho người trong lòng của họ, họ cũng không cần phải bày mưu tính kế để đối phó chúng ta nữa, thật là một kết cục hoàn hảo. Cô vừa cười vừa mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cô thấy nụ cười như hoa trên mặt Sở Tinh Lạc lập tức đông cứng lại. Cảm giác như có ánh mắt sắc bén đang nhìn từ phía sau, cô quay đầu lại, bất ngờ thấy Trì Ngọc Bạch và Chí Tích Chu đều đứng khoanh tay ở cửa, ung dung nhìn bọn cô. Lần này, Chí Tích Chu là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo chút bất lực và thích thú, đêm đã khuya, hai vị định đi đâu vậy? Cô và Sở Tinh Lạc nắm chặt tay nhau, cùng lùi lại một bước, đồng thanh đáp, à, hôm nay trăng thanh gió mát, thời tiết thật đẹp, chúng ta định đi thưởng nguyệt. Lời nói dối vụng về của bọn cô dĩ nhiên không qua mắt được hai người họ, chẳng mấy chốc, mỗi người bị một người trong bọn họ vác lên vai, rồi đưa trở về phòng. Chỉ có điều dường như họ đã bắt nhầm người, Trì Ngọc Bạch vác cô đi, còn Sở Tinh Lạc thì bị phu quân trên danh nghĩa của cô, Chí Tích Chu, vác đi. Khi cánh cửa khép lại, cô thoáng thấy hai huynh đệ họ Chỉ thở dài, đôi mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trì Ngọc Bạch đặt cô xuống, nhưng hai tay lại chống hai bên, giam cô giữa cánh cửa và hắn. Cô không biết hắn định làm gì, run rẩy không dám nói lời nào. Trì Ngọc Bạch lại cười híp mắt, trán áp lên trán cô, mùi long diên hương ngào ngạt gần kề. Nếu như Triệu cô nương không hài lòng với Lục đệ, hoàn toàn có thể đổi với Sở cô nương. Cô bỏ qua việc hắn đột nhiên gọi cô là Triệu cô nương, lắp bắp hỏi, đổi, đổi cái gì? Hắn tiến thêm một bước, càng ép sát hơn, giọng nói trầm ấm và đầy mê hoặc, đổi phu quân. Mặt cô đỏ bừng, nhận ra tình huống này có vẻ như đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, thực sự không đúng đắn. Cô đành ôm chặt lấy ngực để ngăn trái tim muốn nhảy ra ngoài, mắt nhìn lung tung, không dám đối diện với hắn. Hắn thở dài một tiếng, buông tay khỏi cô, trở lại vẻ nho nhã thường ngày, đưa tay làm một động tác mời, kéo cô ngồi xuống đối diện. Chuyện này
nói ra thì dài lắm. Hóa ra, tại buổi bách hoa yến năm xưa, Trì Ngọc Bạch đã để mắt đến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn Trì Tích Chu cũng lập tức rung động trước Sở Tinh Lạc. Trùng hợp thay, hoàng hậu cũng vừa ý cô và nàng, nên đã mang châm cài đến để thăm dò. Mà cô, vì muốn tỉ muội mình trở thành hoàng hậu tương lai, đã chủ động nhường chiếc châm phượng vàng. Hoàng hậu vốn nghĩ rằng cô, người giỏi võ nghệ, sẽ phù hợp với Trì Tích Chu, còn Sở Tinh Lạc, tinh thông âm luật, khí chất cao quý, sẽ hợp với Trì Ngọc Bạch. Vì vậy, ngay tối hôm đó, bà đã cùng thánh thượng định ra thánh chỉ ban hôn. Mọi chuyện đã an bài, hai huynh đệ nhà họ Trì lúc này mới biết đối tượng được ban hôn lại không phải người trong lòng mình. Khi biết cô tự nguyện từ bỏ chiếc châm phượng, Trì Ngọc Bạch liền nghĩ rằng người cô để ý là Trì Tích Chu. Hơn nữa, thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi. Hai người họ không cam lòng từ bỏ, sau khi bàn bạc, cuối cùng nghĩ ra một cách hay, trước hết cưới bọn cô về, sau đó tự mình tạo cơ hội, giành lại trái tim người mình yêu. Nghe xong câu chuyện, cô không khỏi bật cười, thảo nào Lục Điện Hạ chưa bao giờ cùng ta chung giường, ta cứ tưởng rằng hắn không thể. Còn ngài thì, cô quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt Trì Ngọc Bạch sáng rực, đang nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Bất chợt cô cảm thấy ngại ngùng, vậy, Lạc Lạc nói ngài vẽ người trong lòng trong thư phòng, người đó là ta sao? Hắn gật đầu, về sẽ cho nàng xem. Ngưng lại một chút, mặt hắn càng đỏ hơn, giọng nói thêm phần bối rối, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Vậy bao ngày qua ta theo đuổi, Triệu cô nương có nguyện ý chấp nhận không? Cô cúi đầu, giọng ngập ngừng, chấp nhận hay không? Ta vốn dĩ là Lục hoàng tử phi trên danh nghĩa, không thể thay đổi được. Lời vừa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai từ phía đối diện, lòng cô chợt hoảng hốt, đó là tiếng của Lạc Lạc. Không kịp nhìn Trì Ngọc Bạch thêm một lần, cô vội vàng mở cửa định chạy ra ngoài. Tỷ muội gặp nạn, làm sao cô có thể ở đây mà lo chuyện tình cảm? Nhưng vừa mở cửa, trước mắt cô là một mũi kiếm sáng loáng xông đến, vì quá đột ngột nên cô không thể tránh kịp. Khi thấy lưỡi kiếm sắp xuyên qua đầu cô, một bàn tay gầy yếu đột nhiên đưa ra trước mắt. Bàn tay ấy không chút do dự nắm chặt lấy lưỡi kiếm, ngay lập tức bị rạch ra nhiều vết, máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, nhỏ xuống đất tạo thành những bông hoa đỏ rực. Trì Ngọc Bạch đã dùng tay không để ngăn cản lưỡi kiếm, rồi chỉ nghe keng một tiếng, lưỡi kiếm bị hắn bẻ gãy thành hai đoạn. Hắn không chớp mắt lấy một cái, kéo cô vào lòng, khi thấy cô không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, lại có thêm mấy tên hắc y nhân nhảy ra, vây chặt lấy hắn, hai trong số chúng cười gằn, giơ kiếm lao thẳng về phía cô, động tác nhanh như chớp. Dù cô có học võ, nhưng sở trường của cô là bắn cung, chưa từng có kinh nghiệm trong trận chiến cận kề như thế này. Tránh được một nhát kiếm khác đã lao đến với tốc độ cực nhanh, mà cô đã bị ép đến sát tường, không còn chỗ để né tránh. Đúng lúc nguy hiểm, Trì Ngọc Bạch tung vài cước đá văng mấy tên hắc y nhân đang vây quanh hắn, rồi nhanh chóng tiến đến bên cô. Hắn ôm chặt cô, xoay người lại, dùng thân mình che chắn cho cô. Mờ thanh lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể vang lên rõ mồn một, cô cố gắng ngẩng đầu lên từ vòng tay hắn thì bị máu bắn tung tóe lên mặt, làm đỏ cả tầm nhìn. Thanh kiếm từ lưng Trì Ngọc Bạch đâm xuyên qua ngực, máu từ khóe miệng hắn chảy ra, từng giọt máu uốn lượn trên môi. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, hắn không còn sức để đứng vững, ôm chặt cô ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn cố nở một nụ cười, giọng đứt quãng như đầy an ủi, "Vãn Ngưng, đừng khóc." Hôm ấy, Trì Tích Chu cùng vài ám vệ kịp thời đến cứu, bắt sống toàn bộ hắc y nhân. Sau khi bị tra khảo nghiêm khắc, tên cầm đầu cuối cùng đã thú nhận rằng chúng là do Ngô đại nhân thuê, âm mưu giết Trì Ngọc Bạch và Trì Tích Chu trên địa phận Thông Châu để hắn có thể che giấu tội trạng của mình. Đám tham quan này tính kế không thành, cuối cùng kết cục đã rõ ràng. Nhưng Trì Ngọc Bạch do bị thương quá nặng, vẫn chưa tỉnh lại. Xe ngựa phải chạy như bay về kinh thành, trong cung có ngự y giỏi nhất, nếu kịp thời chữa trị, hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Trong chiếc xe ngựa đang lao đi, cô ôm mặt khóc nức nở, nếu không phải vì cô, đường đường là thái tử sao có thể rơi vào tình cảnh này. Sở Tinh Lạc ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi, mấy ngày qua mắt nàng cũng sưng húp vì khóc nhiều, đến nỗi Trì Tích Chu nhìn thấy cũng đau lòng mà mắt đỏ hoe. Mỗi ngày cô đều lẩm bẩm cầu nguyện với trời cao, nếu ông trời nhất định phải lấy đi một mạng người, thì cô nguyện dùng mạng mình để đổi lấy mạng của Trì Ngọc Bạch, không chỉ vì cô cảm mến hắn, mà còn vì đại duệ không thể mất một thái tử như vậy. Nhưng mỗi khi cô vừa nói ra điều đó, Sở Tinh Lạc lại gõ vào đầu cô một cái, đổi cái gì mà đổi. Ông trời đừng nghe lời nàng ấy, nếu phải đổi thì hãy đổi mỗi người một nửa. Như vậy ít nhất chúng ta vẫn còn hai đôi, tỷ muội vẫn quan trọng hơn cả, sống ít đi vài năm thì có gì mà đáng ngại. Trì Ngọc Bạch, lúc này đang nằm trong xe ngựa thoi thóp cũng bị chọc cười, hắn tranh thủ nắm lấy tay cô, giọng nói yếu ớt như sắp tan biến, Sở cô nương nói đúng, bọn họ đã thành một. Một đôi rồi, nếu như ta có thể sống sót, nàng cũng cùng ta. Thành một đôi, được không? Cô vội vàng nắm chặt tay hắn, khóc nức nở, được. Chỉ cần ngài đừng chết, ta thậm chí làm thiếp cho ngài cũng được. Nếu ngài chết, ta sẽ lập tức hòa ly với Trì Tích Chu, sau đó tái giá. Trì Ngọc Bạch ho khan hai tiếng, giọng càng lúc càng nhỏ, được, nếu ta không còn, nàng không cần giữ thân cho ta, nhất định phải hạnh phúc. Đồ ngốc. Cuối cùng, Trì Ngọc Bạch vẫn là mạng lớn, thanh kiếm kia lệch khỏi tim hắn một tấc, không đâm vào chỗ hiểm.
trở về Đông Cung, thuốc bổ được dâng lên không ngừng, sắc mặt hắn dần dần hồng hào trở lại. Người khi đã qua cơn nguy hiểm, tâm tư cũng bắt đầu nảy sinh. Hắn không chỉ mỗi ngày đích danh gọi cô đến thay thuốc, băng bó vết thương, mà ngay cả ba bữa cơm cũng muốn cô đích thân đút cho ăn. Sở Tinh Lạc che mắt thở dài, thật quá dính người, không chịu nổi, đúng là không muốn nhìn. Chi Tích Chu đứng bên cạnh, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, cũng bắt đầu đòi hỏi, Lạc Lạc, hôm đó ta hình như cũng bị thương, tim vẫn còn đau đây, nàng có thể giúp ta xoa bóp không? Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng chế giễu, còn cô thì lo lắng không yên, chúng ta như thế này thật không hợp lễ nghi, e rằng sẽ bị lời ong tiếng ve chê cười mất thôi. Chúng ta không sao, nhưng các ngài một người là thái tử, một người là hoàng tử, danh tiếng là quan trọng nhất. Sự lo lắng của cô không phải vô lý, vì ngay sau đó không khí trong phòng chợt lặng đi, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, các ngươi bốn người, thật không ra thể thống gì. Ngoài cửa, hoàng hậu bước vào với dáng vẻ đoan trang, khi đi ngang qua cô và Sở Tinh Lạc, bà còn trừng mắt nhìn bọn cô đầy tức giận. Chị Ngọc Bạch yếu ớt dựa vào giường, trao cho cô một ánh mắt trấn an, đừng lo, đã có phu quân ở đây. Không biết chị Ngọc Bạch đã dùng cách nào, nhưng cuối cùng cũng khiến hoàng hậu nguôi giận. Khi rời Đông Cung trở về hoàng cung, hoàng hậu còn đặc biệt đỡ cô và Sở Tinh Lạc dậy, khẽ thở dài, hai đứa trẻ ngoan, thật là khổ cho các ngươi. Cô chạy vào phòng chất vấn, chị Ngọc Bạch gian xảo nháy mắt, ta chỉ nói sự thật thôi. Vào ngày đại hôn, vì trong phủ thông với nhau, chúng ta uống quá nhiều rượu nên đi nhầm tân phòng, chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn, đành phải làm cho đúng. Cô không tin, sau đó lén hỏi một số tỳ nữ có mặt lúc đó, nhưng họ đều trả lời mơ hồ, cuối cùng cô cũng hiểu ra đại khái. Chị Ngọc Bạch chỉ nói nửa đầu câu chuyện, phần sau còn ly kỳ hơn hắn chưa hề kể. Hắn nói sau khi xảy ra chuyện lầm lẫn, cô và Sở Tinh Lạc đã định tự vẫn, sợ làm hại danh dự hoàng gia. Nhưng hắn lại cho rằng đã đến nước này thì cứ tận hưởng hạnh phúc, liền xin hoàng hậu ban cô và Sở Tinh Lạc cùng làm thê thiếp của hắn. Bên ngoài sẽ nói rằng Triệu Vãn Ngưng đã qua đời để tìm cho Chí Tích Chu một tiểu thư nhà quyền quý khác để tái hôn. Nghe vậy, hoàng hậu lập tức nhíu mày, chẳng phải như vậy là loạn cả lên sao? Triệu gia cũng là gia tộc danh giá, con gái nhà họ vừa mới gả vào hoàng gia vài ngày đã đột ngột qua đời, làm sao có thể giải thích được với họ? Quan trọng nhất là, tương lai hoàng hậu làm sao có thể là người mà đệ đệ mình đã từng chạm vào, sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Suy nghĩ một hồi, tốt nhất là cứ để sự nhầm lẫn trở thành đúng, nói rằng ngày đại hôn, Kiệu Hoa bị nhầm phòng, lại có thể trở thành một câu chuyện tình yêu như trong kịch. Quả thật, Chi Ngọc Bạch là kẻ tinh quái, hắn lập tức đưa ra một khả năng vô lý nhất, nhưng khi so sánh thiệt hại thì việc này là nhẹ nhất, cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy là ổn thỏa nhất. Tặc tặc, người này nhiều mưu mẹo như vậy, sao cô lại thấy lạnh sống lưng nhỉ? Về sau, trong kinh thành bắt đầu lan truyền một câu chuyện hay, người ta nói rằng Triệu Vãn Ngưng, con gái nhà họ Triệu, khi sinh ra đã được bầy chim tụ hội chúc mừng, mang số mệnh Phượng Hoàng. Còn vào ngày đại hôn của hai nhà Triệu và Sở, Kiệu Hoa vì một sự nhầm lẫn mà đi sai phòng. Dù Triệu Vãn Ngưng từ chối vị trí thái tử phi, nhưng duyên phận đã định, dù thế nào số mệnh cũng sẽ đưa nàng trở lại đúng quỹ đạo. Cuối cùng, Triệu Vãn Ngưng gả cho thái tử, còn Sở Tinh Lạc lại hợp ý với Chi Tích Chu, trở thành một câu chuyện đẹp đẽ. Câu chuyện này còn được viết thành sách. Một thời gian sau, mọi người chỉ biết tán thán sự kỳ diệu của số phận, càng thêm kính sợ mệnh trời. Mùa xuân tươi sáng, trong thái tử phủ, bọn cô bốn người ngồi quanh bếp than uống trà. Trên lò nhỏ bằng đất đỏ, nước trà sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên, mờ ảo như khói sương. Giữa làn hơi nóng, gương mặt bốn người rạng rỡ tiếng cười. Đời này có tỉ muội tốt, có người mình yêu bên cạnh, còn cách nhau chỉ có mỗi một bức tường. Lúc rảnh rỗi thì pha trà, khi bận rộn thì hỗ trợ nhau, còn gì hạnh phúc hơn thế. Yeah.